Những người có mặt tại bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2019 đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin hai bé trai tử vong, một thiếu nữ bị thương nặng vì bị điện giật trong lúc vui chơi tại bãi đất trống đang thi công công trình trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, một nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 đến 16 đang chơi đùa trên bãi đất trống thuộc khu vực thi công đường vành đai 2 nối Phạm Văn Đồng với đường Gò Dưa thuộc phường Tam Phú quận Thủ Đức. Bất ngờ bé Châu 10 tuổi bị điện giật, hai thanh thiếu niên cùng nhóm chạy lại cứu thì bị giật cùng. Người dân sau đó có mặt và phát hiện cháu Châu đã chết. Thiếu nữ 16 tuổi và cháu Bình 10 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cháu Bình tử vong sau đó. Theo bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức, thiếu nữ hiện vẫn đang được điều trị. Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.